Xin chào các bạn. Bây giờ Hoàng sẽ làm review cho các bạn mấy cái cây Roland hiện thời nha. Hiện thời là cây HP thì sẽ là HP 700. Thì HP 700 nó sẽ có 702 và 704. Thì trước mặt Hoàng đây là HP 704. Trên cái dòng HP là cái dòng LX thì LX nó có 705. Đây, LX 705 và cao hơn thì có 706 và 708. Các bạn dễ phân biệt không? Dưới hai cái dòng LX này HP này thì có cái dòng RP. Đó, Hoàng thực phân thành 3 tầng cho các bạn xem. Thì cây LX705 thì Hoàng đã có video rồi. Bây giờ Hoàng làm cái HP 704 cho các bạn nha. 702 thì Hoàng có làm một clip giao đàn, Hoàng chưa có làm một clip là review chính thức cho cái cây đó. Thì hôm nào mà gặp một cái cây đó thì Hoàng sẽ làm sau ha. Còn đây quay qua, đây là cái cây HP 704. Cây màu này là màu RW, đó là màu Rosewood đó. Thì cái kích thước của cái cây 704 này họ làm khá là to nha các bạn, nhìn khá là đồ sộ. Nó coi như là nó chuẩn bị, nó bắt chước, nó lai lai, nó giống cái dòng LX rồi. Cái dòng LX đặc trưng của nó là cao và cái dáng, cái body của nó làm giống như cái cây upright piano đó. Thì cái cây này này nó bắt đầu nó lai qua, thế nên họ mới để hai cây kế bên để cho các bạn có thể so sánh cho nó dễ. Những cái cây ngày xưa thì nó làm thấp hơn, còn bây giờ kiểu dáng sau này, bây giờ đàn nó càng ngày hạ và càng làm đẩy cao lên và bắt chước cho nó giống cái cây upright piano, là cái cây pinocchio đứng á đó, để cho các bạn dễ hiểu. Thì đây cái kích thước của nó thì họ làm tròn ha, các bạn cứ để ý trên màn hình đó là thông số cụ thể. Còn bây giờ họ làm tròn cho dễ nhớ này, cái này là 1m4, từ chiều cao từ dưới đất lên tới đây là 1m1, hơn 1m1 xíu. Rồi cái bề dày này nè là hơn 1.45, rồi thôi mình cho là nửa mét luôn, mình cho là nửa mét luôn để cho mình biết, mình canh mình tính ha. Cái đàn này thì nó sẽ có cái giá, có giá nhạc và có cái nắp trường đó, rất là đẹp. Và nó có cái chức năng là khi mình đóng lại thì nó tắt, và khi mình đẩy cái nắp lên thì đàn sẽ tự động nó bật lên đó. Rồi cái đàn đã tự động bật lên rồi. Cái cây này sản xuất đầu tiên là năm 2019 đó các bạn, năm nay là 23 rồi đó. 19, 23 là cũng mấy năm rồi. Cây này là cây đã qua sử dụng ha, không phải cây mới tinh. Hiện thời cái mới tinh là Hoàng thấy là bên Việt Thường họ đang bán với cái giá là 50 mấy triệu. Tuy nhiên là họ có chương trình giảm giá, họ còn xuống còn 4 mấy triệu thôi, chứ không có được 5 mấy triệu đâu, 4 mấy triệu thôi. Thì cây này đã qua sử dụng thì số tiền sẽ giảm đi cũng đáng kể cho các bạn, để các bạn xem ha. Rồi cái cây này thì nhập từ trực tiếp từ Nhật về, vì thế là những cái phím này này ở bên trên là chữ Nhật nha các bạn. Đấy. Rồi mình chuyển qua màn hình là tiếng Anh. Thì thật ra cái đó không quan trọng, Hoàng vẫn nói rất nhiều clip mà Hoàng đã nói rồi, cái này không quan trọng ha. Thậm chí là tiếng Nhật là mình biết họ làm cho người Nhật xài thì mình cũng tin tưởng chứ ha. Họ làm đồ rất là chất lượng. Thì về loa thì có 4 loa, ở tầng dưới có 2 loa và ở bên trên thì có 2 loa nữa. Thì tổng là 60W nha các bạn. Rồi cân nặng của cây này là khoảng 60kg. Đó, 60kg. Rồi phím của nó đã được cải tiến rất là nhiều, bởi vì cái cây này là cây HP nên là nó sẽ ngang với cái cây CNP đó các bạn. Thì cụ thể bây giờ nó đối xứng với cái cây nào ở bên Yamaha thì bây giờ bắt đầu nó cũng có nhiều sự chỉnh lệch, nó không có hoàn toàn là nó giống cây nào nên mà không có thể nói chắc chắn là cây này nó sẽ ngang với cây kia ha, nó không có hoàn toàn chính xác nữa. Và bây giờ là mỗi hãng có một cái điểm hay riêng đó, các bạn cứ nhớ mỗi hãng có một điểm hay riêng. Đây, hiện thời thì Hoàng đang rất là thích Roland vì phím đàn này và cái âm thanh đó, hai cái đó Hoàng rất là thích. Đây là bạn Sơn ha, bạn Sơn hôm nay bạn sẽ đàn thay cho Hoàng. Giờ các bạn trẻ bây giờ giỏi lắm, thành ra Hoàng cũng hết dám đàn rồi, để cho bạn Sơn đàn thôi. Bạn Sơn thì so với cái cây đàn bạn Sơn rất là cao, với bạn Sơn tới 1m85 rồi các bạn. Rồi bây giờ Sơn đàn để cho các bạn nghe thử tiếng piano nha, bài Nạ Nung đi. Thank you.
Rồi, tiếng piano nó cũng đẹp á chứ ha. Dạ. Sơn thấy cái cây này phím ok không Sơn? Khá là tốt ạ. Khá là tốt hả? Dạ. Cái hệ phím này là hệ phím gì Sơn? Pha 50. Pha 50 hả? Pha là pha 50. Đó, cái hệ phím của nó là cái action của nó đó là PHA50 cho các bạn ha. Đó là nó cũng được cải tiến từ hồi so với những cái phiên bản trước rồi. Rồi có cái tiếng gì hay hơn cho các bạn xem không Sơn? Bây giờ mình coi những tiếng piano điện hả Sơn? Dạ. À, tiếng piano điện. Này. Tiếng FM đi, ừ Hòa cũng thích tiếng này lắm. Dây nữa. Dây thì có tiếng string. Trong cái này rất nhiều tiếng luôn. Rồi, cây đàn nó rất là nhiều tiếng nha các bạn. Số lượng tiếng thì Hòa cũng không đếm nữa, nhưng mà rất nhiều. Rồi thử thêm 1-2 tiếng gì nữa thôi. Đó, các bạn chỉ cần dùng cái núm xoay này nè, các bạn xoay lên. Đây là cái tiếng, đây, để các bạn hay. Tiếng này khá là dễ thương nhỉ, tiếng này. Đó, kệ, đàn đi. Tiếng này có vẻ hoài cổ ha, đánh mấy cái bài xưa xưa là vô lắm luôn á. Tiếng gì nữa nè, các bạn dùng núm xoay rất đó, là rất là xoay. Nhiều tiếng luôn, rất là nhiều. Ừ, thì rất là nhiều rồi. Có tiếng guitar hả? Yeah. Guitar hả? Thử luôn. Thực tế ha, tiếng guitar mình vẫn thích cái tiếng guitar mà cái đàn Yamaha họ làm hơn. Guitar của Roland làm không có giống lắm. Rồi, còn tiếng gì hay nữa nè? Trong này có thêm mấy tiếng bay cho mình đánh bay hả? Quốc bay. Ừ, tiếng này tiếng thích. Ok, túm lại cái cây này á, là nó mạnh về tiếng piano nên là chủ yếu mình đánh tiếng piano. À, các bạn ha, HP704, đây là cây HP704 đã qua sử dụng rồi thì giá nó sẽ mềm hơn là các bạn mua cây khui thùng. Đó, nó chất lượng thì rất là tốt, các bạn không cần phải băn khoăn về nó nữa, chất lượng rất là tốt. Thành ra là bỏ một số tiền vừa phải để mua cây này về thay vì đập hộp. Đập hộp thì bữa trước bữa sau thì nó cũng trở thành cây đã qua sử dụng và giá nó cũng bị tụt xuống nhiều các bạn ạ. Thành ra theo Hoàng là đó, cái cây này mình thấy được chất lượng và mình mua từ những cửa hàng tin tưởng, tin cậy giống như bên Hoàng á, thì bảo hành lên tới 2 năm. Đó, lên tới 2 năm thì đây là một lựa chọn rất là tốt ha các bạn ha. Rồi, khi nào các bạn có nhu cầu các bạn nhớ đến bên Hoàng để thử và mua cho mình một cây đàn từ bên Hoàng nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.